liên tục chương trình là bài Tân Cổ do Duyên được mang tên Ai Ra Xứ Huế, sẽ được trình bày qua tiếng hát ngọt ngào của nữ nghệ sĩ Thu Thương. Ai ra xứ Huế thì ra ai ra xứ Huế.
Em hy vọng mà mai mốt mà em lớn tuổi cỡ như chị em ca hay hơn chị á. Có vậy chơi chứ. À, chị thương bây giờ mà hát được một cái giọng hát nè, em ngoải em nhắm mắt lại nghe em tưởng đâu người nào mới có ba mấy tuổi hát không là chị. Hát ngọt ngào quá luôn.